Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là đường DX82 ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bên kia là đường DX81. DX81 đấy. Còn đường này là đường DX82. Đây là đường DX82. Thì cái hướng này là ra là gặp đường Mỹ Phước Tân Vạn này. Bên đây là cái vườn cao su. Bên đây là cái vườn cao su. Ngồi ở đây nghỉ. Vừa rồi cái quả này nó rơi, nhưng mà may quá, nó lại rơi ở bên cạnh. Ở đây cây này là cây cao su. Có khi quả này là quả cao su. Hay. Sáng mới sáng nay đi Sài Gòn về được có bằng này thôi. Năm môn huyền thoại. Năm môn huyền thoại loa năm môn đấy. Này, cho đi ba số 1. Đỗ này có đồng chí đi vào xem đồ cổ nhá. Có làm trước đài về chơi không? Có làm trước đài về chơi không? Và có làm trước đài về chơi không? Sony. Hả? Nó có nhiều giá lắm, từ triệu mấy trăm cũng có, triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đấy loa cổ, loa thập niên 90. Loa 5 môn thập niên 90. Giờ đi làm đây à? À đây à. Loa đấy bà. Loa đấy chủ yếu gọi là sưu tầm trưng bày thôi, chứ nghe thì bình thường. Đối loa cổ tự. Từ năm 90. Mà thế đi làm đây nhá. Có gì đâu. Chia sẻ tới quý vị và các bạn một số hình ảnh ở đường DX82 phường Định Hòa. Này. Đây biển đường đây. Đấy. Dầu một Bình Dương. DX. Đấy, đường bên đây là đường DX83. DX83. Đấy là 81, 82, 83. 81 Gia Lai. 82 Kon Tum, 83 Sóc Trăng. Ngựa sắt 18B1. Và đây là dừng video ở đây để chuẩn bị về bản thôi. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.